Xin chào anh em. Khi nhắc tới bàn phím thì anh em tưởng nghĩ tới những mẫu bàn phím sử dụng công nghệ như nào? Bàn phím cao su, bàn phím cơ hay là bàn phím quang học? Tất cả các nguyên lý hoạt động của bàn phím hiện tại bây giờ nói không nói đâu xa nhé. Ví dụ mẫu bàn phím giả cơ bình thường sẽ sử dụng nguyên lý là anh em ấn phím xuống, các cái phần núm cao su sẽ tiếp xúc với bảng mạch và tạo tín hiệu. Còn đối với bàn phím cơ sử dụng cơ chế cũng tiếp xúc như vậy, nhưng sẽ tiếp xúc bằng hai lá đồng. Khi anh em ấn xuống làm cho hai lá đồng tiếp xúc với nhau rồi gửi tín hiệu lên máy. Nghe hơi dài dòng một chút nhưng mà thực tế chỉ trong một vài mili giây thôi. Còn về bàn phím quang học thì sẽ không có các lá đồng để tiếp xúc nữa và thay vào đó là tín hiệu đèn led. Đơn giản và dễ hiểu nhá. Khi anh em bấm xuống ấy thì tín hiệu đèn led sẽ được ghi nhận, đấy, sẽ cắt tín hiệu đi, đèn led sẽ được ghi nhận là anh em đã bấm phím và qua đó là sẽ gửi tín hiệu lên máy. Tính ra là sẽ không có độ trễ này, đèn led sẽ nhanh này, chính xác này, không có độ trễ này, không sợ bị hỏng này, chỉ khi bóng đèn led hỏng, cái này thì hơi đen thôi. Còn đâu về các thành phần khác của cấu tạo của switch, giữa bàn phím quang học và bàn phím cơ học sẽ giống hệt nhau, sẽ có đầy đủ các bộ phận thông thường, nhưng mà về nguyên lý hoạt động ấy thì rõ ràng đã khác nhau rồi. Thì về cơ bản thì bàn phím quang học sẽ vượt trội hơn khi tín hiệu đèn led sẽ có tốc độ phản hồi cao hơn. Như mình đã nói chỉ vài mili giây thôi, thì cũng có thể vài mili giây với game thủ nó quan trọng thôi, còn với những bạn sử dụng bàn phím kiểu văn phòng sẽ không quan trọng lắm, nhưng với bạn game thủ thì chí ít có thể mang ra để đổ lỗi cho việc fit Yasuo 15 sát trong vòng 20 phút. Ngoài ra bàn phím cơ thông thường thì hành trình phím ghi nhận gần như là cố định, xuất xưởng ra như nào thì sử dụng sẽ chỉ như vậy thôi. Mình nhớ không nhầm chỉ có một số ít bàn phím có thể thay đổi được. Còn đối với bàn phím quang học thì hoàn toàn có thể thay đổi được điểm nhận tín hiệu. Thay vì phải bấm hết hành trình phím để nhận tín hiệu, anh em có thể cài đặt lại thông qua phần mềm. Chỉ bấm khoảng 1/3 đã nhận rồi để cho cảm giác gõ mượt và lướt nhất trên bàn phím, giống như MacBook chẳng hạn. Nhưng mà đấy chỉ là phần lý thuyết thôi. Hiện tại các mẫu bàn phím đắt tiền đều sử dụng bàn phím cơ học một cách bình thường. Còn các mẫu bàn phím quang học hơi ít một chút. Thì ở đây mình đang có mẫu bàn phím quang học đến từ Fullhand có mức giá 1 triệu đồng. Còn mẫu bàn phím IKBC mình đang có ở đây thì mức giá cao hơn, tuy nhiên lại sử dụng bàn phím cơ học một cách bình thường thôi. Mà theo cá nhân mình thấy ấy, thì mẫu bàn phím cơ học hiện tại nó vẫn tỏ ra là vượt trội hơn do mẫu bàn phím quang học nó mới ra mắt thôi và cũng chưa có nhiều sản phẩm lắm. Và việc lựa chọn switch cũng tương đối khó khăn. Với mẫu bàn phím cơ học cổ điển ấy, anh em có thể lựa chọn switch thoải mái này, blue này, brown này, Z-switch này, hay thậm chí nếu muốn nhanh thì có thể speed switch này, hoặc muốn yên lặng thì có sudden switch này, nói chung là nhiều lắm. Còn cái mẫu bàn phím quang học mình đang có ở đây này thì chỉ có mỗi lựa chọn là blue switch thôi. Vậy thì link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video, anh em nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anpháp Computer để đón chờ các video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.